ba mẹ Diễm My kể về hành trình 4 năm tìm con từ khi vào tịnh thất Bồng Lai. Trong vụ án liên quan đến tịnh thất Bồng Lai, một câu hỏi đang được dư luận quan tâm là tung tích của võ thị Diễm My hiện giờ ra sao. Mất liên lạc với con gái đến nay đã gần 4 năm, gia đình võ thị Diễm My đã đi tìm cô khắp nơi nhưng vô vọng và chỉ có thể trông đợi vào cơ quan chức năng hỗ trợ truy tìm con gái. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An có thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, thường trú phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Người này bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Việc truy tìm theo công an tỉnh là có nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Gia đình cũng có tố cáo về những người ở tỉnh Thất Bồng Lai đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Trước đó, cuối năm 2019, một nhóm người đã đến tịnh thất Bồng Lai để tìm võ thị Diễm My, trong đó có cha và mẹ của Diễm My. Thời điểm đó, giữa nhóm người đi tìm Diễm My và nhóm người sinh sống ở tịnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu đã xảy ra xô xát. Việc mất tích bí ẩn của cô gái này đã để lại một loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Theo bà Mai, năm 2019, gia đình đi thiện nguyện ở Vũng Tàu. Cũng trong dịp này, Diễm My tình cờ quen biết nhóm người sống trong tịnh thất Bồng Lai. Từ ngày đó, Cô gái thường nhận được các cuộc điện thoại rủ về tịnh thất bồng lai để học giáo lý tu tập 3 ngày trên tuần. Diễm My còn nói với bà Mai rằng tại đây có những người rất tài năng khi con bà tu tập, nếu đắc đạo sẽ dẫn bà theo. Bà cảm thấy rất buồn khi con gái tin vào những điều bà cho là viển vông và bỏ chuyến du học mà gia đình đã chuẩn bị. Ngày 24 tháng 10 năm 2019, bố mẹ của Diễm My có đến tịnh thất bồng lai để khuyên con trở về. Tuy nhiên vừa nói được vài lời khuyên Diễm My trở về thì nhóm người trong tịnh thất đã dẫn cô rời đi. Vài ngày sau, bố mẹ Diễm My và anh chị em họ hàng đã đến tịnh thất để tìm Diễm My. Nhưng nhóm người này đã tìm đủ mọi lý do để ngăn cản và còn vu khống vợ chồng bà Mai ăn cắp số tiền 300 triệu đồng và yêu cầu bồi thường. Tiếp đó, vào giữa tháng 12 năm 2019, bà Mai cho biết Diễm My trở về nhà trong khoảng thời gian 6 tháng. Đến ngày 11 tháng 6 năm 2020, Cô đã tìm đủ mọi cách bỏ nhà đi từ việc bỏ trốn bằng cửa sổ trong nhà vệ sinh cho đến việc bỏ trốn từ tầng 3. Ngoài ra, Diễm My đã quay video mắng chửi gia đình. Bà Mai cho rằng Diễm My đã nói về cha mẹ mình trong vài đoạn clip trên YouTube một cách bất hiếu, không đúng sự thật, khiến bà Mai và ông Võ Văn Thắng, ba của Diễm My, cảm thấy sốc và tổn thương. Khoảng giữa tháng 6 năm 2020, bà Mai nhiều lần liên lạc cho nhóm người trong tịnh thất để bày tỏ mong muốn được gặp con cũng như đưa cô gái trở về đoàn tụ với gia đình nhưng đều không có sự phản hồi từ bên tịnh thất. Gia đình Diễm My cũng từng thuê thám tử nhờ đến phương pháp tâm linh để tìm con nhưng đều không thành. Trước sự mất tích bí ẩn của con gái trong suốt hơn 4 năm nay, mẹ của Diễm My hy vọng các cơ quan chức năng giúp gia đình tiếp tục tiến hành truy tìm tung tích của con và đặc biệt xác minh thêm thông tin những người có mối quan hệ với tịnh thất bồng lai để Diễm My sớm được đoàn tụ với gia đình. Được biết, trong vụ án tịnh thất bồng lai, ngoài võ thị Diễm My thì cơ quan chức năng còn đang phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, con gái của bị can Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cơ quan công an tỉnh Long An cũng đang truy tìm ba luật sư Nguyễn Văn Miếng, 57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm. Ba người này là luật sư từng bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Trước đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an Thông báo phát hiện và báo tin cho công an tỉnh Long An về việc ba luật sư này có những hành vi phát tán trên không gian mạng, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý kiểm tra xác minh tin báo và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần nhưng ba luật sư này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Sáng nay ngày 8 tháng 5 trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một bãi đỗ xe của trường cao đẳng điện lực miền Trung làm 40 xe điện du lịch bị thiêu rụi. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 5 giờ 50 phút, nhân viên bảo vệ của trường cao đẳng điện lực miền Trung phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực bãi đỗ xe điện trong khuôn viên của nhà trường nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Nam đã cử lực lượng và nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường để xử lý. Sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Bãi đỗ xe nằm trong khuôn viên trường trên đường Nguyễn Tất Thành đã được một doanh nghiệp tư nhân thuê mặt bằng để đỗ xe điện chở khách du lịch. Thời điểm phát hiện đám cháy, một số nhân viên của nhà trường đã phối hợp và đẩy được 12 xe ra ngoài trong đó có 6 xe bị hư hỏng, 40 xe còn lại bị thiêu rụi. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay cho đến ngày mai vào mùng 9 tháng 5, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và rông trên diện rộng. Vùng núi và Trung Du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Theo đó, Nam Bộ nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Hôm qua Nam Bộ có nơi nhiệt độ xấp xỉ 38 độ C là Biên Hòa, Đồng Nai. Trong hôm nay mưa sẽ xuất hiện rải rác ở vánh nơi của Nam Bộ, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng. Từ mai nắng nóng giảm, mưa nhiều hơn. Còn từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và Tây Nguyên, nắng nóng cục bộ với nhiệt độ có nơi trên 35 độ C. Thưa quý vị, AstraZeneca cho biết sẽ thu hồi vaccine COVID-19 của hãng trên toàn thế giới khi nhu cầu người dùng giảm trong bối cảnh các loại vaccine thế hệ mới đang dư thừa. Hãng này cũng khẳng định việc thu hồi vaccine không liên quan đến các vụ kiện tại tòa án và cũng không liên quan gì đến việc hãng thừa nhận tác dụng gây cục máu đông của vaccine COVID-19. Theo AstraZeneca, vaccine bị loại bỏ khỏi thị trường vì lý do thương mại. Công ty sẽ rút giấy phép thị vaccine này ở thị trường châu Âu. Vì có nhiều loại vaccine COVID-19 đã được phát triển, nhu cầu đối với vaccine COVID-19 giảm. Hiện vaccine COVID-19 của AstraZeneca thuộc thế hệ đầu tiên đã không còn được sản xuất. Trong khi các hãng khác tung ra nhiều loại vaccine đã điều chỉnh để phù hợp hơn với biến chủng mới. Tuy nhiên, tình trạng dư thừa đang diễn ra vì nhiều người không chủng ngừa. AstraZeneca khẳng định hãng vô cùng tự hào về vai trò của vaccine COVID-19 trong việc chấm dứt đại dịch toàn cầu.